Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 16. Ở cuối tập trước, sau khi Vương Lâm cầm lấy phích lịch đạn, nhìn đối phương một cái, nói: Lý Sơn sư huynh, không làm phiền huynh tiếp tục buôn bán, Vương mỗ cáo tử. Lý Sơn vội vàng gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, nói: Sư đệ, khi ngươi sử dụng phích lịch đạn, nhất định phải cẩn thận một chút. Huynh vừa rồi đã nói, cách ném có vấn đề, cho nên cũng không dám cam đoan mỗi lần đều thành công. Đừng đến lúc không thành công, nói sư huynh ta lừa ngươi nhé. Nói xong, hắn lại tiếp tục quay qua những người khác mà hét lên: Các vị sư huynh, ta đây còn có vài cái bảo bối, là tín vật của Hợp Hoan Tông. Ai có cái này thì có thể đến Hợp Hoan Tông tìm được một người đẹp để song tu. Thứ này, ta phải dốc sức mới có được vào tay. Lần này cắn răng bỏ những thứ yêu thích, các sư huynh phái Hằng Nhạc cần phải nắm lấy cơ hội lần này à. Vương Lâm cười khẽ, xoay người đi về phía dược viên tử, sau một lúc thì về đến nơi ở. Thần thức của hắn đảo qua, phát hiện Tôn Đại Trụ không có ở đây. Vì vậy bèn khoanh chân ngồi ở trong phòng mình, lấy 3 cái phích lịch đạn ra, cẩn thận xem xét. Sau một lúc lâu, vẻ mặt Vương Lâm lộ ra cảm giác hứng thú, phích lịch đạn này ở dưới thần thức của hắn, giống như trong suốt vậy, không có bất kỳ một cái bí mật nào đáng nói. Nói trắng ra là, ở bên trong có lưu lại một đạo thần thức của Lý Sơn. Hắn có thể dựa vào điểm này mà kiểm soát việc nổ hay không? Vương Lâm trước nay cũng không biết, thì ra thần thức có thể sử dụng như thế này. Sau một lúc cẩn thận mô phỏng, hắn dễ dàng đem thần thức của mình bao phủ trên phích lịch đạn. Hắn vẫn chưa bóc thần thức của đối phương ra, mà bao nó vào bên trong. Nếu hắn muốn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra được. Sử dụng thần thức ở trên phích lịch đạn này gợi ý cho Vương Lâm rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra Thạch Châu thần bí. Thần thức nếu có thể sử dụng như vậy, vậy thì có thể ngưng tụ ở trên hạt châu này không? Ánh mắt của Vương Lâm chớp động, thần thức lập tức ngưng tụ trên Thạch Châu thần bí. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhíu mày, Thạch Châu này cũng không có chút biến hóa nào, trong thần thức nhìn thấy cũng giống như ngày trước vậy, bình thường không có gì đặc biệt cả. Suy nghĩ một lúc, vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, cầm hạt châu đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi dược viên tử. Dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến giữa núi, tìm được một chỗ bí mật. Sau khi khẳng định an toàn, hắn lập tức tiến vào không gian mộng cảnh. Trong nháy mắt khi tiến vào, Vương Lâm biết mình thời gian cấp bách, hắn lập tức khuếch tán ra toàn bộ thần thức. 1 phút, 3 phút, 10 phút, 30 phút bốn phía không có biến hóa gì, Vương Lâm buồn rầu sờ sờ quai hàm, lẩm bẩm tự nói: Thật sự không thể lưu lại thần thức ở trong hạt châu sao? Đúng lúc này, đột nhiên ở gần Vương Lâm có một cái vật sáng rất dài, đột nhiên ánh sáng lấp lóe, sau đó từ từ mở đi. Vương Lâm ngẩn ra, ngay sau đó, như phản ứng dây chuyền, một cái rồi lại một cái nữa phát sáng rồi tắt. Cuối cùng toàn bộ không gian mộng cảnh, tất cả những vật phát sáng, toàn bộ đều lần lượt tối sầm lại. Không bao lâu, bốn phía đã là bóng tối, không có một chút ánh sáng nào. Vương Lâm sợ hãi đến tận đáy lòng, hắn cẩn thận và dè dặt quan sát rất lâu, cũng không thấy được có gì dị thường. Khỏi cần quan sát, dựa vào cảnh giới linh động kỳ viên mãn của ngươi, muốn biết những dị thường của hạt châu ngày hôm nay, căn bản là hy vọng hảo huyền. Âm thanh của một người già nua đột nhiên vang lên, giọng nói đầy thương tang. Vương Lâm đột nhiên cả kinh, đồng tử mạnh mẽ co rút lại, hắn ở trong mộng cảnh tu luyện vài chục năm. Đây chính là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của một người thứ hai, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi ngất trời. Vãn bối Vương Lâm, không biết tiền bối là... Vương Lâm thở sâu, đè nỗi sợ hãi xuống tận đáy lòng, cung kính chắp tay nói. Vương Lâm vốn là người thông minh, lúc này trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, đối phương bên kia không có khả năng là đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng luôn ở bên trong Thạch Châu này, mình đã ở trong đây gần 30 năm, sợ rằng đều nằm trong sự theo dõi của đối phương. Tên của lão phu, ngươi chỉ là một tên tiểu bối trong tu chân quốc cấp 3, không có tư cách để biết. Ngươi mất 30 năm, lại được lão phu âm thầm trợ giúp. Còn có sự giúp đỡ ngày hôm nay của hạt châu, lại chỉ mới tu luyện đến cảnh giới viên mãn của linh động kỳ giả, thật sự là khiến người ta thất vọng. Đặc biệt là ngộ tính của ngươi, lại đến bây giờ mới có thể nghĩ đến chuyện dùng thần lực để quan sát hạt châu. Vương Lâm trầm mặc không nói, hắn trước kia cũng dùng thần thức quan sát hạt châu, nhưng mà không giống như lần này, chỉ là quan sát lâu hơn mà thôi. Nhất là phương pháp làm việc của ngươi, làm cho ta gai mắt, người tu chân vốn có hành động nghịch thiên. Ai chọc giận ngươi, ngươi phải giết kẻ đó, ngươi ở trong môn phái giám chó này mấy năm, ta cũng âm thầm quan sát. Nếu như là ta, cái môn phái này bây giờ sợ rằng đã sớm bị ta giết sạch rồi. Tất cả những người sỉ nhục, ta nhất định sẽ cho bọn nó hồn bay phách lạc. Nhất là cái tên Vương Trác kia, với tính cách của ta, Hắn đã sớm bị ta lấy linh hồn ra ném vào trong luyện ngục không cho luân hồi rồi, sau đó giết cả nhà hắn, giết sạch cả cái môn phái này. Cái môn phái này của các ngươi nhìn giống như hổ, ta rất thích, rất ác độc, còn có tên tiểu bối họ Lưu kia, ta lại càng thích, phù hợp với khẩu vị của lão phu. Vẻ mặt Vương Lâm cổ quái, cười khổ nói, tiền bối, ta, ngươi đừng ngắt lời, ta còn chưa nói xong. Môn phái nhỏ này của các ngươi coi như có mấy cô nàng lớn lên cũng không tệ, tiểu tử ngươi thật là không biết hưởng thụ. Nếu như đổi lại là lão phu, đã sớm đem các nàng bỏ vào trong cái nồi lớn, để tươi sống mà hút khô nguyên âm. Mùi vị đó, thật là khiến cho người ta phải nhớ nhung a, lão tử 30 tuổi đã nếm qua cảm giác đó rồi. Vương Lâm trợn mắt há mồm, rất lâu mà nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi cho ta một chút không khí được không? Ngươi tu luyện nhanh lên một chút đi, ra sức đến anh biến kỳ sớm, lão phu cũng có thể đi ra ngoài rồi. Ai? Vương Lâm do dự một chút, hắn nghe thấy có chút mơ hồ, hỏi, tiền bối, cái gì gọi là anh biến kỳ? Còn nữa người vừa nói là ta bây giờ là linh động kỳ giả viên mãn, những thứ này có nghĩa gì? Ngươi không biết tự nghĩ ra à, cái gì cũng phải hỏi. Quên đi, ngươi chỉ là một em bé trong tu chân quốc cấp 3. Cho dù muốn bổ đầu ra cũng không thể đạt được câu trả lời. Nghe cho rõ, tiểu tử, ta nói chính là 5 cấp cảnh giới của tu chân quốc. Nói thế này, 3 cấp tu chân quốc của các ngươi, cảnh giới chỉ là ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh tứ cá, còn như hóa thần kỳ. Trong mắt các ngươi, đó là cảnh giới trong truyền thuyết. Một khi 3 tu chân quốc cấp 3 xuất hiện một người hóa thần kỳ, như vậy quốc gia của các ngươi đẳng cấp sẽ được nâng cao. Đến tu chân quốc cấp 4, sẽ tương ứng nhận được đủ loại giúp đỡ của liên minh tu chân, cũng có tư cách tranh đoạt đất đai ở bên ngoài hành tinh tu chân. Đồng thời cũng phải đảm nhận sứ mệnh bảo vệ liên minh tu chân. Giống như vậy, tu chân quốc cấp 4, nếu có một người anh biến kỳ, sẽ thăng lên tu chân quốc cấp 5. Như vậy mà suy rộng ra, còn như linh động kỳ, là một cái tên gọi chung cảnh giới của tu luyện giả trên tu chân quốc cấp 4, tương đương với ngưng khí ở đây của các ngươi, nhưng phạm vi thì rộng hơn rất nhiều. Vương Lâm cười khổ, nói, anh biến kỳ, đối với vãn bối mà nói vẫn còn quá mơ hồ, thối lắm. Có một tuyệt thế cao thủ của lục cấp tu chân quốc như ta giúp đỡ ngươi thì anh biến đã là cái gì? Tuy lão tử không thể đi ra, nhưng trong mấy chục năm qua, mỗi lần ngươi ngồi xuống ta lại dùng tinh hoa nguyên anh của bản thân giúp ngươi củng cố trụ cột. Nếu không với thiên tư của ngươi, cho dù là 30 năm cũng đừng hòng đạt tới được đẳng cấp này. Hơn nữa ngươi hấp thu tinh hoa nguyên anh của ta. Nếu không gặp phải cao thủ có đẳng cấp tương đương với ta thì chẳng người nào có thể nhìn thấu tu vi của ngươi. Hơn nữa, có hạt châu đó ở trong tay, ngươi còn sợ cái gì hả? Mẹ nó chứ. Lúc đầu, lão tử chính vì việc xuất hiện của nó mà mấy bao nhiêu công sức, còn bị người ta phá hủy thân thể, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Vất vả lắm mới chui vào trong hạt châu để trốn. Vốn định tìm một thân thể để đoạt xá, nhưng cái hạt châu chết tiệt này lại không có thân thể nào chui vào được mà ta cũng không thể ra ngoài. Lão tử cũng chẳng muốn lừa một tên tiểu bối như ngươi. Lúc đầu, sau khi thấy ngươi đi vào, ta vốn định chiếm lấy thân thể ngươi. Nhưng khi đó mới phát hiện ra là không thể làm được việc đó. Nó giống như một cái lồng giam làm cho ta không thể rời khỏi. Ta nghiên cứu bao nhiêu năm cuối cũng mới biết được phải sau khi hạt châu này nhận chủ mới nay sinh một ít tác dụng. Đến khi đó ta mới có thể đi ra ngoài. Năm đó, sau khi ta có được hạt châu, chưa kịp tìm hiểu thì bị người ta đuổi giết. Phải có đủ 5 loại nguyên tố ngũ hành thì hạt châu này mới có thể nhận chủ. Mà như vậy thì ít nhất tu vi cũng phải đạt tới anh biến kỳ mới có thể giúp ta đi ra. Ôi, tiểu tử, ngươi coi như nảy sinh lòng tốt, tu luyện nhanh lên một chút đi. Đến lúc đó, giúp lão tử tìm một thân thể tốt để cho ta đoạt xá. Đại ân đại đức của ngươi, Tư Đồ Nam ta xin khắc ghi cả đời. Sau này, có ta bảo vệ cho, tiểu tư ngươi có thể thoải mái cả ngày. Nói xong, giọng của Tư Đồ Nam không còn sự cứng rắn như trước nữa mà có vẻ muốn khóc. Vương Lâm trầm mặc một chút, vừa định nói chuyện, đột nhiên thanh âm của Tư Đồ Nam lại vang lên. Tiểu tử, có người tới, ta cho ngươi ra ngoài. Đột nhiên, cảm giác bị xé rách lại xuất hiện. Thân thể Vương Lâm chấn động một cái, liền mở mắt ra. Hắn dụng thần thức đảo qua một vòng liền phát hiện có 2 tên nội môn đệ tử, bao gồm một nam một nữ đang lén lút đi đến. Khi cách Vương Lâm khoảng chừng 10 trượng, bọn họ dừng lại, ôm chặt lấy nhau, nói vài lời ngọt ngào. Một lúc sau, có tiếng rên rỉ từ phía 2 người phát ra xung quanh. 2 người này Vương Lâm nhìn rất quen mắt, hình như đã cùng tham gia tập huấn thì phải. Hắn cảm thấy tò mò nhìn một lúc, ngắm nghía thân thể nữ tử một lúc lâu rồi mới luyến tiếc bỏ đi. Sau khi về đến phòng, Vương Lâm mới nghĩ tới những lời nói của Tư Đồ Nam. Mặc dù, hắn cũng không tin lắm, nhưng những điều liên quan tới cấp bậc quốc gia tu chân lại khiến cho hắn mở mang thêm đầu óc. Những điều như thế chắc chắn đối phương cũng chẳng nói dối làm gì. 3 ngày sau, tỷ thí giữa Hằng Nhạc phái và Huyền Đạo Tông chính thức bắt đầu. Đây là một truyền thống diễn ra trong thời gian dài giữa hai phái, vì vậy cũng chẳng có gì quá phô trương. Địa điểm tỷ thí là ở Thương Tùng Phong, một trong những ngọn núi thuộc Hằng Nhạc Sơn. Một cây cầu bằng đá nối giữa hai ngọn núi. Trước đây, Vương Lâm đã từng ngắm Thương Tùng Phong mấy lần, nhưng xung quanh ngọn núi vốn có mây mù che khuất nên không thể nhìn rõ. Thương Tùng Phong là một trong những địa điểm quan trọng của Hằng Nhạc phái. Linh khí nơi đây vô cùng sung túc, không kém gì vị trí hai vị sư tổ kết đan kỳ đang bế quan tu luyện. Ở một vị trí bằng phẳng trên đỉnh Thương Tùng Sơn, có một chỗ được làm phục vụ cho cuộc tỷ thí. 4 bên dựng 8 cây cột to bằng đá trắng. Trên mỗi cây cột lại có khắc những gì huy hoàng trong lịch sử của Hằng Nhạc phái. Khi đến đây có thể cảm nhận một luồng hơi thở nhẹ nhẹ chậm rãi tỏa ra từ 8 cây cột đá. Khi luồng hơi thở đó vừa xuất hiện lập tức chuyển thành sát ý ngập trời, hơi lạnh thấu xương, chấn nhiếp lòng người. Hoàng Long đạo hữu, mỗi lần nhìn thấy 8 cây cột này của Tệ phái, tại hạ lại có một cảm xúc khác nhau. Thật xứng danh với hai chữ trọng bảo của tu chân giới Triệu Quốc. Âu Dương lão nhân thở dài, nói. Lão vung tay áo lên, nét mặt nghiêm túc hóa giải luồng sát khí do cây cột đá phát ra đang đập đến mặt. Phía sau hắn, nét mặt đám đệ tử Huyền Đạo Tông liền trở nên thoải mái hơn. Lúc vừa rồi, luồng hơi thở do 8 cây cột đá tỏa ra, khiến cho bọn họ suýt nữa thì không chịu nổi. Mãi cho đến khi Âu Dương lão nhân hóa giải, cảm giác đó mới từ từ biến mất. Âu Dương đạo hữu, đây là bảo bối do đích thân tổ sư Hằng Nhạc phái chúng ta chế tạo. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh nó, nếu không phải là đệ tử của Hằng Nhạc phái chúng ta đều bị ảnh hưởng của sát ý. Điều đó chắc Âu Dương lão hữu cũng biết, vì vậy mà xin thứ lỗi. Hoàng Long chân nhận lạnh nhạt nói xong, hai tay liền kết thành pháp ấn, mặc niệm khấu quyết. Bất chợt từng chùm ánh sáng nhu hòa từ 8 cây cột đá tràn ra xung quanh. Đám mây mù vẫn bao phủ trên Thương Tùng Sơn như bị bàn tay của một con quái vật to lớn xua tan, để lộ ra khung cảnh vốn có của nó. Sát ý ngập trời cũng hoàn toàn biến mất. Phía sau hắn, tất cả đám đệ tử nội môn đều siết chặt tay lại. Không sao, như vậy cứ theo quy định từ trước đến giờ. Trận đầu tiên do Huyền Đạo Tông phái người. Liễu Phong, ngươi ra đi. Âu Dương lão nhân xoay người, cùng với hai vị trưởng lão đứng đằng sau, trao đổi một chút. Sau đó lão mới mở miệng nói. Liễu Phong chính là một người có thủy linh căn của Huyền Đạo Tông. Hắn hơi mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Bàn chân điểm một cái, thân thể hắn liền giống như một tia chớp lao lên, đứng giữa đài, cao giọng nói. Huyền Đạo Tông Liễu Phong, xin lãnh giáo Hằng Nhạc phái. Vương Lâm đi theo sau Tôn đại trụ. Trên lưng hắn có đeo một thanh phi kiếm rất to đang lóe lên kim quang. Trên người hắn mặc một bộ quần áo màu đỏ của đám đệ tử, nhìn qua cũng rất uy phong. Đối với trang phục của đồ đệ, Tôn đại trụ rất hài lòng. Từ sau khi Vương Lâm đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, hắn cũng không còn chán ghét với tên đồ đệ này nữa. Tuy chưa hẳn là đã thích nhưng ít nhân thì cũng đối đãi hắn giống như một tên đệ tử rồi. Tất nhiên, tất cả cũng còn phải xem tu vi của Vương Lâm thế nào. Nếu qua một thời gian mà hắn vẫn ở tầng thứ 3 thì có lẽ Tôn đại trụ lại ghét như cũ. Trong 3 ngày qua, Vương Lâm gần như không hề đi ra ngoài. Phần lớn thời gian của hắn đều ở trong mộng cảnh trao đổi với Tư Đồ Nam. Qua nhiều lần nói chuyện với nhau, hắn cũng hiểu thêm được một chút về Tư Đồ Nam. Theo hắn biết thì Tư Đồ Nam chính là cường giả của Chu Tước Quốc, một lục cấp tu chân quốc. Tu vi của lão sâu không thể lường được. Lão vốn là người vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, động một tí là giết người đoạt bảo. Lúc này, không gian xung quanh vì sự xuất hiện của Liễu Phong mà hết sức im ắng. Hoàng Long chân nhân liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái, sau đó trầm giọng nói. Triệu Long, ngươi ra đi. Bình thường, trong số đám đệ tử nội môn, Triệu Long vẫn trầm mặc ít nói. Trải qua tập huấn là một trong những đệ tử hiếm hoi đạt tới tầng thứ 6. Ngay trận đầu tiên, Hằng Nhạc phái đã cho đệ tử đạt tới tầng thứ 6 ngưng khí kỳ ra để giao chiến là chuyện rất ít khi xảy ra. Âu Dương lão nhân cũng chẳng để ý, mỉm cười nói, Liễu Phong. Trận này, ta cho phép ngươi sử dụng 5 thành tu vi. Nét mặt đám sư thúc của Hằng Nhạc phái đều âm trầm, không hề nói tiếng nào. Tuy nhiên ánh mắt bọn họ có chút hậm hực nhìn về phía Huyền Đạo Tông. Tôn đại trụ cười hắc hắc, nói nhỏ với Vương Lâm, Đồ Nhi, xem cho kỹ. Lần giao lưu này có thể sẽ sôi động hơn trước rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Huyền Đạo Tông kiêu ngạo như thế. Vương Lâm nhìn quanh, để ý nét mặt đang phẫn nộ của đám đồng môn rồi lại cẩn thận liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái. Trên người đối phương như có một lớp sương mù ngăn cản thần thức, không thể nhìn rõ tu vi. Liễu Phong đứng trên đài cao, lịch sự cười nói, Triệu sư huynh, trưởng lão của Tệ Tông đã nhắc nhở nên lần này ta chỉ dùng có 5 thành tu vi mà thôi. Triệu Long có vóc người trung bình, da mặt ngăm đen. Thoạt nhìn hắn có chút hùng tráng, không giống như người tu tiên mà trông giống như một vũ giả trong các môn phái trên giang hồ. Hắn cẩn thận đánh giá Liễu Phong một chút rồi ôm quyền nói, Liễu sư huynh, xin mời. Nói xong, chân hắn giẫm nhẹ một cái. Những đoá hoa sen màu trắng liền xuất hiện, nhanh chóng bay lên, bay quanh xung quanh người. Từng tia kiếm khí từ từng đoá sen tỏa ra xung quanh. Vào lúc này, quần áo trên người Triệu Long không hề có gió nhưng vẫn bay phần phật. Hoàng Long chân nhân mỉm cười, nói, liên hoa kiếm ý của Triệu Long đã đạt tới uy lực bậc trung rồi. Ha ha, trưởng môn sư huynh, Triệu Long là đệ tử đắc ý nhất của ta. Thiên tư của hắn vốn rất tốt, lại chịu khó tu luyện. Liên hoa kiếm khí này chính là do hắn tự chọn từ trong tàng kinh các. Tu luyện 5 năm cuối cùng đã đạt tới cảnh giới bậc trung. Lão nhân mặt đỏ đứng bên, đắc ý nói, liên hoa kiếm khí có lực công kích rất mạnh. Đám đệ tử nội môn các ngươi xem kỹ mà học tập. Đạt tới mức này là rất đáng khen. Đạo hư sự thực, mỉm cười nói với đám đệ tử xung quanh. Vương Trác nheo mắt, ngoài mặt thì vâng dạ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Liên hoa kiếm khí, chờ ta tu luyện 5 năm nữa, nhất định sẽ so với hắn xem ai lợi hại hơn. Triệu sư huynh bình thường ít nói, không ngờ đã tu luyện được liên hoa kiếm khí tới mức độ này. Tôn Hạo thầm ngưỡng mộ, chăm chú quan sát. Lúc này, trên đài cao, Triệu Long hét lớn một tiếng, Liễu sư đệ. Liên hoa kiếm khí của ta có uy lực rất mạnh, ngươi phải cẩn thận đấy. Trong chớp mắt, những đóa sen đang lượn quanh người hắn chợt chuyển động nhanh hơn. Từng đạo kiếm khí màu xanh bắn về phía Liễu Phong. Nét mặt Liễu Phong vẫn thản nhiên, thân thể nhanh chóng lui lại sau, hai tay kết ấn, quát khẽ, Thủy Mạc. Trong chớp mắt, cả bầu trời đột nhiên hơi tối lại một chút. Ngay sau đó, vô số điểm tinh quang từ 4 phương 8 hướng hiện ra. Nhìn kỹ, những điểm tinh quang đó rõ ràng là những giọt nước. Những giọt nước đó nhanh chóng tụ lại trước mặt Liễu Phong, hóa thành một bức tường nước. Dưới ánh mắt trời chiếu rọi, trên bức tường bằng nước lập tức xuất hiện một cái cầu vồng 7 màu đẹp mắt. Âu Dương lão nhân mỉm cười, nói với đám đệ tử phía sau, liên hoa kiếm khí của Hằng Nhạc phái rất khó tu luyện. Thế mà Triệu Long có thể tu luyện đến cảnh giới này, uy lực của nó rất mạnh. Sau này các ngươi có gặp phải thì nhớ kỹ liên hoa kiếm khí này, nếu không thể địch lại được thì lui ngay. Còn muốn thủ thắng thì trừ khi các ngươi có được thủy linh căn giống như Liễu Phong. Khi đó thủy thuộc tính trong thiên địa sẽ do các ngươi tùy ý điều động. Đám đệ tử đều gật đầu, chỉ có trung niên nam tử đứng cuối là tỏ vẻ khinh thường. Trên đài cao, liên hoa kiếm khí giống như một cơn mưa, chút xuống bức tường nước, nét mặt Triệu Long hơi trầm lại. Bức tường nước quá mức quỷ dị, khi kiếm khí chạm phải liền không hề phát huy tác dụng mà vô thanh vô tức biến mất. Hắn nhướng mày, đang định thi triển pháp thuật tiếp thì đúng lúc này, Liễu Phong chợt mỉm cười, nói, Triệu sư huynh, đã đến mà không tiếp thì đúng là phi lễ. Liên hoa kiếm khí ngươi cũng thử tiếp một chút xem. Ánh sáng trên bức tường nước chợt xuất hiện một sự rung động. Liên hoa kiếm khí do Triệu Long vừa phát ra lập tức từ trong đó phản lại. Triệu Long biến sắc, nhanh chóng lui lại, nhưng tốc độ của kiếm khí rất nhanh. Khi thấy không kịp né tránh, Triệu Long cắn răng một cái, nhanh chóng ném từ trong túi trữ vật ra 10 cái tiên phù. Đám tiên phù đó vừa mới xuất hiện liền lóe lên ánh sáng màu vàng, sau đó bốc cháy hóa thành mấy làn hắc vụ. Mấy đạo kiếm khi chạm phải hắc vụ nhanh chóng tiêu tán mà hắc vụ cũng lập tức biến mất. Tuy có thể chặn lại phần lớn kiếm khí nhưng vẫn còn có một chút từ trong hắc vụ vọt ra, xuyên qua thân thể Triệu Long. Thân thể Triệu Long bị kiếm khí đánh trúng, văng về phía sau. Miệng hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Nét mặt tái nhợt, ngã xuống đất, một lúc lâu cũng không thấy đứng dậy. Trên người hắn có một lỗ nhỏ xuyên qua, cũng may chưa trúng vào chỗ nguy hiểm nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Liễu Phong đắc ý xoay người nhảy xuống, đối diện với Âu Dương lão nhân, nói, đệ tử may mắn không nhục mệnh, chỉ dùng có một nửa uy lực của Thủy Mạc phản lại. Thân thể lão nhân mặt đỏ thoáng động, hóa thành một đám mây đỏ, vọt tới bên cạnh Triệu Long. Nét mặt lão âm trầm, hai tay nhanh chóng đánh ra vài chưởng, sau đó nhét vào miệng hắn vài viên dược hoàn. Làm xong tất cả, lão trầm giọng nói, hay cho Thủy Mạc chiết xạ, nếu không có thực lực đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ thì không thể phá giải. Đệ tử của ta học nghệ chưa tinh, thất bại cũng hoàn toàn bình thường. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông vui mừng quay sang bàn tán với nhau. Vừa rồi là một người có tu vi đạt tới tầng thứ 6 tỉ thí với Liễu Phong sư huynh. Ngay từ đầu ta đã biết, trận đấu này chúng ta nhất định thắng. Không ngờ Thủy Mạc của Liễu sư huynh lại có uy lực lớn đến vậy. Ngay cả trưởng lão cũng phải khen thì bọn họ làm sao có thể phá giải được. Chắc chắn là không có. Mấy ngày nay ta quan sát đám đệ tử của Hằng Nhạc phái không thấy có một người nào có tính uy hiếp đối với chúng ta. Cũng chưa chắc, đệ tử tử y của Hằng Nhạc phái vẫn chưa xuất hiện. Ta nghe trưởng lão nói, những người đó mới là đệ tử hạch tâm của Hằng Nhạc phái. Đến đây thì cũng khép lại tập 16 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.